Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình làm một video nhỏ chia sẻ một kinh nghiệm mà mình đã kinh nghiệm, đó là chữa khỏi bệnh viêm mũi dị ứng cho bản thân. Bệnh viêm mũi dị ứng, đa số người Việt Nam chúng ta là rất nhiều người đã bị mắc phải, và bản thân mình đây cũng là người đã từng bị bệnh viêm mũi dị ứng. Mình bị cái bệnh này nó phải tầm 20 năm. Và mình cũng uống rất nhiều thuốc, thuốc Tây. Rồi là cũng uống các loại thuốc bán trên thị trường, như là cái thuốc xoong Việt là thông xoong tán gì đấy. Cũng đã uống rất là nhiều rồi, nhưng mà không khỏi. Cái thuốc Tây thì mình uống thì chỉ là tạm thời thôi. Và khi mình ngừng uống thì nó lại tái phát. Đã từng uống thuốc xoong Việt này, hay là thông xoong tán như họ quảng cáo ấy, là mình uống rất là nhiều. Cái khi mà mình uống thì nó cũng có triệu chứng giảm, cũng dễ chịu. Nhưng mà mình không uống nữa thì nó lại bị. Và cái triệu chứng của mình á là thế này. Thứ nhất, cái triệu chứng của mình đó là ngạt mũi, và sau đó nó lại chảy nước mũi, nhất là cái khi mùa thời tiết lạnh á. Và những cái lúc mà nó giao mùa là mình trong cái mũi của mình là nó rất là khó chịu, nó rát. Đấy. Cái đặc điểm điển hình đó là nó ban đầu là nó có thể là khi mình nằm xuống là nó ngạt hoặc là chảy nước mũi này, chảy nước mũi kèm theo cái triệu chứng là nó rát trong cái mũi. Nó kéo theo là cái mắt của mình nó cũng bị ngứa. Nó mới ngứa, mà mình cứ ngỡ là mình bị đau mắt hạt hay là bị bệnh mắt cơ, nhưng mà không phải. Là do mình bị viêm mũi, xong đó là nó kéo theo là cái mắt của mình nó cũng bị ngứa ngáy theo. Thì cái cơ địa của mình á thuộc dạng là cơ địa nóng. Đấy, nói chung là cũng nóng, nhiệt. Không biết cơ địa các bạn thế nào, nhưng mà nếu các bạn như mình vừa nói là đảm bảo là các bạn khỏi. Thì sau khi mà chữa bệnh bằng thuốc, rất nhiều loại thuốc mà không khỏi, và mình cũng chán nản rồi, không muốn uống thuốc nữa. Thế là một hôm mình mới đi mua ra tiệm thuốc Tây, mình mua một cái loại thuốc. Đây, như trên hình ảnh các bạn ấy, đây là nó ghi là natri clorid thế này. Cái này mình nghĩ đây là nó chỉ là cái nước muối thôi, nước muối hóa chất cất. Thật ra mình dùng cái nước muối, cái muối của mà mình ăn thì cũng được. À, mình nghĩ là không cần phải như vậy. Mình mua cái loại thuốc này á, nó rất là rẻ, nó có mấy ngàn bạc thôi à. Đấy. Đây này các bạn xem rõ cái thuốc này nhé. Đây, các bạn xem hình ảnh cái loại thuốc này, gọi là thuốc cũng được mà ta gọi là cái chai nước muối thôi. Thật ra đây là cái chai nước muối, nước cất họ làm thì nó sạch hơn mình. Đấy, họ chưng cất lên thì nó sạch sẽ hơn. Thì mua đâu có mấy ngàn bạc, 4.000 à. Đấy, các bạn ra tiệm thuốc Tây và mua một hoái mua bán cho một lọ nước muối để giữa mũi giữa mắt thế đấy. Đấy. Đây các bạn xem cái loại này. Đó là hình ảnh cái loại nước muối mình vừa giới thiệu đến các bạn. Thì các bạn mua về, mua lấy vài hộp, các bạn kiểm tra xem là cái hạn sử dụng trong cái loại nước muối này nhé. Trong đó là
cứ mỗi buổi sáng các bạn nhỏ một lần, là lúc nhỏ là các bạn bịt một mũi lại, bịt một mũi lại, ngửa mặt lên, sau đó là các bạn nhỏ một bên mũi trước, xong bắt đầu các bạn hít sâu vào, hít cho nó xuống tận họng cũng được. Xong nó đổi chiều thì các bạn lại bịt bên mũi, cái mũi bên kia, xong đó các bạn hít sâu, hít sâu đấy. Cứ các bạn cứ nhỏ một buổi sáng thì các bạn như làm như vậy khoảng mỗi bên hai lần sạch sẽ đấy. Xong đó là đến chiều đi ngủ các bạn lại làm y như vậy một lần nữa. Nếu mà các bạn cẩn thận thì đi ra đường chúng ta nên bịt khẩu trang lại cũng được, ra đường chúng ta bảo vệ cái mũi của mình. Còn mình ở đây mình ngoài phố, mình lâu nay từ lúc mình làm đến giờ mình nhỏ cái thuốc này, mình cũng chẳng đeo khẩu trang nữa. Giờ là cái mũi của mình nó rất là dễ chịu. Tại vì cái này mình không thể nói bậy được nhá, tại vì mình đã kiểm nghiệm phải được một hơn 10 ngày này rồi, là mình thấy nó đúng, nó được thì mình mới làm cái video này, không thì các bạn lại chửi mình. Một hai ngày đầu tiên á thì nó cũng hơi chưa có tác dụng mấy đâu, hơi một xíu thôi. Sang ngày thứ ba thứ tư là các bạn là biết rồi đấy, là nó khác hoàn toàn luôn, nó khác hoàn toàn. Và các bạn cứ làm y như mình chỉ nhá, chẳng phải cái thuốc nào hết á. Tại vì cái bệnh viêm mũi này á, nó khi nó là cái bệnh mãn tính gì á, người ta kể cả người ta có mổ hay người ta nạo cái dịch nhầy trong cái mũi của mình đi á, chỉ được một thời gian thôi nó lại bị tiếp à. Cái bệnh này không, nó khó lắm. Thì các bạn cứ làm theo cách của mình là đảm bảo là khỏi. Và nhớ là cái cơ địa như mình đã nói nhá. Còn cái mấy cơ địa của mấy người tính Hàn thì mình cũng chưa dành lắm, nhưng mà tại vì trong cơ địa của mình là nó thuộc cái dạng là nhiệt nóng đấy. Thì cái triệu chứng chảy nước mũi, sụt xịt đấy, trong đó là ngạt mũi đấy, nó rát trong mũi, kèm theo là nó có ngứa trong mắt nữa. Đấy. Thì các bạn làm đi, nếu mà thấy hiệu quả là thì các bạn comment ngay trong cái video của mình với nhá. Đấy, cho mình biết kết quả. Đấy. Và nhớ là các bạn hãy like và đăng ký kênh của mình, vì kênh của mình là cái kênh mà thực tế. Đấy. Không có đăng mấy cái video bậy bạ linh tinh, tại vì cái mình sống thực dụng thực tế lắm, những cái có hữu ích trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì mình nghiên cứu và mình sẽ đăng lên. Và chúc tất cả các bạn mà nếu ai mà xem video này mà làm mà bị bệnh viêm mũi dị ứng chúng ta khỏi, thì các bạn hãy comment trả lời báo kết quả cho mình nhé. Rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.